sẽ làm món gà rang lá chanh nhé. Đây là thành phẩm mình vừa rang xong. Giờ các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm món gà rang với gừng theo cái cách truyền thống nhé. Nguyên liệu ở đây gồm có này, khoảng 1 cân thịt gà này, mình đã chặt thành những cái miếng nhỏ để cho nó dễ ngấm gia vị này. Gừng và lá chanh và một chút ớt để cho nó tạo vị cay. Các bạn có thể không ăn ớt thì cho hạt tiêu vào nhé. Và trước tiên là không cần ướp gì cả, mình sẽ đi rang gà cho gà nó vàng và nó xém cạnh nhé, thì nó sẽ cứng miếng gà. Sau đó mình rồi cho gia vị và gừng, ớt, lá chanh vào để nấu cùng nhé. Rang theo cái cách truyền thống này thì ai cũng thích ăn và dùng để ăn với cơm trắng ấy. Các bạn cho mình một thìa ăn phở dầu ăn, không cho nhiều nhé, để nó nóng chảo và mình rang gà nó sẽ xém cạnh nhanh hơn. Thả hết cái phần thịt vào nhé. Thịt thì các bạn rửa với nước muối loãng nhé. Nóng rồi các bạn cho lửa vừa và thỉnh thoảng các bạn đảo đó để cho cái mặt của miếng thịt nó xém cạnh cạnh lại và nó ra bớt cái phần mỡ đi nhé. Đây các bạn, khi mà mình rang ban đầu thì các bạn đừng đảo nhé, đừng đảo nhé để cho nó xém cạnh nhé. Này đó, thì mình không đảo nhé. Cho lửa to một chút để cho nó bay hơi bốc bốc và nó nhanh chóng cạnh. Các bạn có thể đậy riêng một chút xíu, khoảng 5 phút để cho cái xương bên trong không bị đỏ xương và gà xém cạnh và lại còn không bị cháy. Chỉ đậy khoảng 5 phút thôi. Mình đảm bảo là cái phần thịt bên trong nó chín rồi nhé, nó không bị đỏ xương nhé. Bây giờ các bạn mở cơm ra và các bạn đun cho nó cạn nước và cho ra xén thêm nhé. Món này nấu hơi lâu một chút, rang hơi lâu một chút. Trong khi cái hơi nước mà nó đang nhiều này thì các bạn cho mình rồi mình gói ớt vào nhé, mình cho nó phai ra để nó cay, để nó thơm nhé. Lá chanh mình chưa cho vào thôi. Và gia vị các bạn cho vào luôn. Mình cho một thìa cà phê muối, một canh, một thìa cà phê linh tí. Và bột ngọt thì trước khi tắt bếp mình cho. Nhưng mà ngon ấy. Và đưa về mình nước nước cho đảo đều. Để các bạn đảo đều như thế. Đấy, cái màu nó rất là đẹp rồi. Vàng lên này nhé, các bạn đảo đều nhé. Mình thích ăn vàng cho nên mình rán hoa vàng vào khô. Còn hôm nào thích ăn nước thì các bạn cho nước vào kho, kho lên ở trong nó thành có hỗn hợp nước muối để ăn cơm dưới cơm. Còn thích ăn khô thì các bạn làm như mình rang là nó khô ăn rất là ngon. Bây giờ mình cho lá chanh này nhé. Lá chanh cắt to để cho nó không bị đắng và nhìn nó màu sắc nó rất là đẹp và nó còn thơm. Rồi, bây giờ trước khi cắt bếp thì mình sẽ cho một chút xíu bột ngọt lên. Nhìn cái mỡ nó ra đều bột ngọt lên một chút xíu thôi, khoảng 1/3 thì cà phê. Và làm thức ăn đường mình cho thêm chút đường. Còn như mình thì mình thì cho một chút xíu bột ngọt rồi tắt bếp. Rất là hấp dẫn rồi.
vàng ngon này. Màu vàng này vàng này. Không phải vàng của đường nhé, vàng của thịt. Để cho đĩa. Các bạn nhìn thấy không? Thịt gà khi các bạn nấu xong nó rất là thơm ngon. Theo cách truyền thống đơn giản nhất là chanh và gừng. Bây giờ mình sẽ đi thưởng thức nhé. Mình rất là hấp dẫn. Ăn với cơm trắng này tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.